Liệu làn sóng người đổ về quê cùng gia đình đón Tết Nguyên đán ở Trung Quốc có làm trầm trọng thêm đợt bùng phát COVID-19 ở nước này, đặc biệt là ở những nơi cộng đồng không đủ điều kiện để đối phó với dịch bệnh? Đó là câu hỏi mà cơ quan y tế và các bác sĩ ở thị trấn nhỏ đang đau đầu tìm câu trả lời khi số lượt người đi lại tăng cao trong dịp lễ Tết. Các nhà ga ở thành phố của Trung Quốc đều chật kín người, đây là một trong những ngày lễ quan trọng ở nước này. Chàng trai trẻ ở Thượng Hải rất hào hứng được về quê vì đã không được gặp cha mẹ suốt 2 năm qua. Một hành khách khác cho biết anh không nghĩ tình hình COVID-19 lại nghiêm trọng như mọi người nói. Đây là Tết Nguyên đán đầu tiên sau khi Trung Quốc kết thúc 3 năm hạn chế nghiêm ngặt việc đi lại, áp dụng phong tỏa và các biện pháp khác để phòng chống dịch COVID-19. Nhưng cuối tuần qua, chính phủ Trung Quốc đã báo cáo rằng gần 60.000 ca tử vong do COVID-19 từ ngày 8 tháng 12 năm 2022 đến ngày 12 tháng 1 năm 2023. Bản thân con số này cũng đang gây ra tranh cãi vì nó không bao gồm những người chết tại nhà và kéo theo những câu hỏi về cách báo cáo các ca tử vong do COVID-19 của Trung Quốc. Theo một bài báo trên tờ báo địa phương ở tỉnh Thiểm Tây, một bác sĩ nói mặc dù ông tin rằng đỉnh dịch COVID-19 đã qua, nhưng ông lo ngại cho dân làng, đặc biệt là những người già có nguy cơ nhiễm bệnh thứ cấp. Bác sĩ này cũng bày tỏ mong muốn có nhiều thuốc chống virus hơn. Tết Nguyên đán chính thức bắt đầu vào ngày 21 tháng 1 và các phương tiện truyền thông Trung Quốc hiện đang đưa nhiều bản tin về việc tăng cường nguồn cung cấp y tế cho các cộng đồng nông thôn. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.